thưa quý vị và các bạn, trong hàng ngàn xe container chở thanh long xuất khẩu bị kẹt tại cửa khẩu có khoảng 300 container với hơn 3.000 tấn thanh long Long An. Trước thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra nhiều kế sách để các địa phương tìm hướng đi mới phù hợp với thực tế. Hiện thanh long được trồng tại hơn 30 tỉnh thành nhưng tập trung chủ yếu hơn 90% sản lượng tại Bình Thuận khoảng 34.000 ha, Long An khoảng 12.000 ha, Tiền Giang khoảng 10.000 ha. Trong quý 1 năm 2022, khoảng 300.000 tấn thanh long cần tiêu thụ. Do đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương có sản lượng thanh long lớn đến thời kỳ thu hoạch phải chủ động tổ chức đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào các chuỗi hệ thống phân phối bán lẻ trong nước. Đẩy mạnh chế biến sản phẩm sấy khô, bột thanh long, nhất là phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đã đến lúc người sản xuất doanh nghiệp phải chuyển đổi tư duy để không phụ thuộc vào mỗi thị trường Trung Quốc. Trong khi nhiều quốc gia cũng có nhu cầu thì sản xuất phải tìm cách đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn để được vào nhiều thị trường khác nhau.